5 cựu cán bộ SCB trốn truy nã, thực hiện quyền kháng cáo ra sao? Bảo vệ trung cư Hà Nội khóa bánh xe cứu thương, ban quản lý giúp kinh nghiệm. Chân dung phù thủy gây mê, chuyên cướp tài sản trong các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Con tum lại xảy ra động đất 4,1 độ. Bí quyết sống thọ của bốn anh em ruột đều gần trăm tuổi. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trường Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan đã kết thúc vào ngày 11 tháng 4. Trong tổng số 86 bị cáo trong vụ án thì có 5 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng SCB đang bỏ trốn và bị hội đồng xét xử tuyên án vắng mặt, gồm Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, 19 năm tù; Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc, 17 năm tù; Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị, 16 năm tù; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, 17 năm tù và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành, 13 năm tù. Theo hội đồng xét xử đối với năm bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt. Tòa án đã tống đạt các quyết định tố tụng hợp pháp theo quy định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, kêu gọi các bị cáo đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn vắng mặt tại tòa. Việc xét xử vắng mặt các bị cáo là đúng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Việc các bị cáo không ra đầu thú là đã từ bỏ quyền tự bào chữa và trình bày tại tòa. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền của các bị cáo này, hội đồng xét xử đã chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại tòa. Vậy sau khi hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm, quyền kháng cáo bản án của năm bị cáo này được thực hiện như thế nào? Luật sư Nguyễn Trần Phương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quyền kháng cáo, tự bào chữa và trình bày ý kiến tại tòa là các quyền cơ bản của bị cáo trong vụ án hình sự được quy định tại điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bên cạnh đó, theo điều 290 Bộ luật này thì việc xét xử vắng mặt các bị cáo chỉ được thực hiện khi các bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả. Cạnh đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của bị cáo trước khi bỏ trốn. Về quyền kháng cáo bản án, trong trường hợp không đồng ý bản án sơ thẩm thì năm bị cáo đang trốn truy nã có quyền gửi đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của các bị cáo. Cũng theo luật sư Phương, trường hợp luật sư bảo chữa hoặc gia đình của các bị cáo này thực hiện kháng cáo thay sẽ rất khó được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận bởi lẽ quyền kháng cáo của bị cáo được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự và các bị cáo này phải tự thực hiện quyền kháng cáo. Luật sư bào chữa, thân nhân không thể kháng cáo thay. Như vậy trong vụ án này, năm bị cáo đang bỏ trốn phải tự thực hiện quyền kháng cáo của mình nếu như không đồng ý với bản án sơ thẩm. Trường hợp nếu có đơn kháng cáo gửi từ nước ngoài về thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như cục lãnh sự hoặc cơ quan đại diện ngoại giao thì mới được xem xét chấp nhận. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về năm bị cáo cũng như đơn kháng cáo của năm bị cáo nói trên. Sau hơn một tháng, hội đồng xét xử đã tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan. Chiều ngày 26 tháng 4, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với Trường Mỹ Lan, còn có 50 bị cáo khác cũng đã nộp đơn kháng cáo, gửi tòa án. Hiện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp các đơn kháng án của các bị cáo trong vụ án. Liên quan đến vụ vạn thịnh phát, trong số các bên phải nộp lại tiền, đáng chú ý có nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo và công ty Phú An phải trả bà Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng, hay công ty Hồng Phát phải trả lại hơn 2.300 tỷ đồng. Nhưng được thị trường chứng khoán quan tâm nhất vẫn là quốc cường Gia Lai. Mã chứng khoán QCG, doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn. Quốc cường Gia Lai bị buộc trả lại Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Mối lo lâu nay của quốc cường Gia Lai là giấy tờ dự án. Dù có thời điểm VIAC phán quyết có lợi, buộc Sunny Island trả lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ mà BIDV giải chấp liên quan dự án Phước Kiển cho quốc cường Gia Lai. Nhưng phía Sunny Island đã mang giấy tờ chuyển qua SCB. Khi vụ vạn thịnh phát xảy ra, số giấy tờ này bị C03 thu giữ. Theo thông tin phán quyết của hội đồng xét xử, chỉ 16 bất động sản tương ứng khoảng 1 hecta tiếp tục bị C03 quản lý, thì số còn lại không nhắc tới. Khả năng cao là đã hoàn trả giấy tờ cho phía QCG. Phân tích này có lẽ là động lực tác động lên cổ phiếu QCG. Trong khi đó, phản ứng của thị trường khá bất ngờ khi cổ phiếu QCG vẫn tăng trần sau tin doanh nghiệp sắp phải chia tay khoản tiền 2.882 tỷ đồng nếu làm phép so sánh, số tiền này gấp 100 lần số tiền mặt hiện có của công ty và chiếm khoảng 30% tổng tài sản. Đáng chú ý, QCG tăng kéo theo khối tài sản khổng lồ của CEO Nguyễn Thị Như Loan gia tăng đáng kể. Mẹ của thiếu gia Nguyễn Quốc Cường, hiện là cổ đông lớn nhất, sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tỷ lệ 37,05%. Phiên tăng trần ngày 12 tháng 4 vừa qua, bà Như Loan bỏ túi thêm gần 92 tỷ đồng khối tài sản của bà Loan áp sát mức 1.500 tỷ đồng. Những người liên quan trong gia đình bà Như Loan cũng gia tăng đáng kể khối tài sản. Ví dụ, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu hơn 39,3 triệu cổ phiếu QCG, giá trị tài sản vừa tăng thêm khoảng 35 tỷ đồng, lên mức 567 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lầu Đức Duy, con rể bà Loan cũng hân hoan bỏ túi thêm gần chục tỷ đồng, đưa khối tài sản tính bằng giá trị cổ phiếu QCG lên trên 151 tỷ đồng những người thân quen trong nhà bà Nguyễn Thị Như Loan như hai cô em gái Ánh Nguyệt và Bích Thủy cùng những người em rể đều đã bỏ túi thêm hàng tỷ đồng. Chiều 29 tháng 4, tại sảnh một chung cư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xảy ra một sự việc hy hữu khi chiếc xe cứu thương đang làm nhiệm vụ đến chờ người đi cấp cứu đã bị bảo vệ khoa bánh xe. Cụ thể vào khoảng 17 giờ 50 phút, một xe cứu thương được điều động đến chờ một nạn nhân là cư dân tòa nhà bị thương ở chân trái đi cấp cứu. Xe cứu thương đậu trên vỉa hè tòa nhà gần khu vực dành cho xe phòng cháy chữa cháy. Đại diện ban quản lý khu đô thị cho biết, vào thời điểm đó, do không biết xe đang làm nhiệm vụ vì thấy xe tắt máy, không hú còi cũng như không có lái xe bên trong, lại đỗ lâu tại khu vực cấm nên người dân đô thị đã báo với lực lượng bảo vệ. Sau đó lực lượng bảo vệ đã khóa bánh xe cứu thương. Sau khi khóa, bảo vệ vẫn đứng trực giám sát ngay cạnh xe và ngay khi cư dân bị thương được đưa xuống, bảo vệ đã mở khóa ngay, không hề chậm trễ. Chủ trương khoa bánh những xe đỗ sai vị trí tại khu đô thị được ban quản trị thống nhất với ban quản lý để đảm bảo đi lại thông thoáng và đảm bảo hành lang cho xe chữa cháy làm nhiệm vụ. Đại diện công an xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin về sự việc. Sau vụ việc trên, ban quản lý tòa nhà cũng đã họp rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của bảo vệ để linh hoạt hơn trong các trường hợp đặc biệt. Ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Huỳnh Ngọc Trâm, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú huyện Ba Chi tỉnh Bến Tre, nơi ở hiện nay phường 15 quận Tân Bình để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 4 năm 2024, Công an phường 12 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị PTT, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, về việc bị trộm cắp tài sản vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Cụ thể như sau. Trong khi chị T đang ngồi tại khu vực chờ của khoa cấp cứu bệnh viện Trợ Rẫy, quận 5, thì có một người phụ nữ tiếp cận trò chuyện để tạo lòng tin, sau đó đưa chị T uống một ly nước, sau đó chị T mê man và bị người phụ nữ trộm cắp tài sản. Do bận chăm sóc cha ruột đang điều trị tại bệnh viện Trợ Rẫy nên đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, chị T mới đến cơ quan công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng gây án với thủ đoạn xảo quyệt, coi thường pháp luật, ngày 24 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 đã tiến hành khởi tố vụ án. Tuy nhiên thời điểm này, việc thu thập chứng cứ, điều tra gặp rất nhiều khó khăn do vụ án đã xảy ra hơn 10 ngày. Tiếp đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công an phường 12 quận 5 tiếp tục tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị HTNH, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang về việc bị trộm tài sản vào lúc khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2024 với cùng thủ đoạn tương tự như trên. Tại cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Châm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có tiền tiêu xài, nên Trâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Trâm tiếp cận những phụ nữ ngồi một mình tại khu vực trong bệnh viện, sau đó trò chuyện để tạo lòng tin, rồi đưa nạn nhân uống một ly nước có pha thuốc an thần. Sau khi nạn nhân mê man, tê liệt ý chí thì Trâm cướp tài sản và tẩu thoát. Với thủ đoạn như trên, Trâm đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của chị PTT, chị HTNH và một người phụ nữ chưa rõ lai lịch. Khám xét nơi ở của Trâm, cơ quan công an thu giữ 3 nhẫn vàng, một dây chuyền vàng, một xe gắn máy 25 triệu đồng và những tang vật khác. Cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh, 100 tuổi, hiện sống cùng con cháu ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dù tuổi cao, nhưng cụ ông vẫn rất minh mẫn, tự làm nhiều việc, tai nghe rõ, mắt nhìn tinh. Cụ Quỳnh có ba em trai là cụ Nguyễn Ngọc Giao, 98 tuổi, cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, 95 tuổi và cụ Nguyễn Ngọc Can, 91 tuổi. Ba cụ hiện sống cùng con cháu ở thôn Hoàng Trạch. Riêng cụ Can, sau khi xuất ngũ làm giảng viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nay sinh sống ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Cụ Quỳnh chia sẻ bí quyết sống thọ của cả bốn anh em là luôn duy trì thái độ sống tích cực, dùng thực phẩm sạch, tập luyện thể dục thường xuyên và không hút thuốc lá. Các cụ luôn duy trì đọc sách hàng ngày để tích lũy thêm kiến thức cũng như rèn luyện trí nhớ cho bản thân. Ở tuổi 100, hàng ngày cụ Quỳnh đọc sách không cần đeo kính, dịch chữ Hán, sáng tác thơ, cụ thường xuyên gặp các em để hỏi thăm sức khỏe, cùng nhau bình phẩm về những bài thơ mới viết. Theo cụ ông, đây là cách để rèn luyện trí nhớ, giúp đầu óc luôn minh mẫn. Cũng duy trì thói quen giống anh trai, mỗi ngày cụ Nguyễn Ngọc Giao cố gắng đọc vài trang sách, bởi cụ coi đó là nguồn sống quý giá. Ngoài ra cụ còn đam mê nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân gian và Phật giáo. Là thương binh hạng 1 trên 4 thời kỳ chống Pháp, mang trên mình 4 vết thương nên cụ Giao rất quan tâm đến rèn luyện thể lực, như duy trì thói quen đi bộ 1.000 bước quanh sân nhà buổi sáng và chiều mỗi ngày. Cụ ăn đủ 3 bữa vào những khung giờ cố định như sáng trước 8 giờ, trưa trước 11 giờ và tối trước 19 giờ. Hơn 20 năm trở lại đây, ông bắt đầu ăn ít, mỗi bữa chỉ ăn một bát rau, sau đó mới ăn cơm. Theo cụ, cách ăn này hấp thụ tốt chất xơ, tác dụng kiểm soát cân nặng, duy trì thể lực và nâng cao tuổi thọ. Mỗi khi bị bệnh, cụ ông cũng ít khi dùng thuốc Tây nếu không có chỉ định của bác sĩ mà thường ra vườn hái các cây thuốc tự trồng như lá mơ lông, ổi, xả, gừng. Ngoài ra, cụ Giao luôn giữ thái độ sống tích cực, vui vẻ, không oán hận ai, không giận hờn ai, tư tưởng thoải mái là liều thuốc tự nhiên nhất. Còn với cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, em trai thứ ba của cụ Quỳnh, bí quyết giúp ông sống thọ là luôn giữ tinh thần lạc quan, không tham lam, không sân si. Hàng ngày, cụ ăn uống điều độ, không ăn quá bữa, không ngủ quá giờ, luôn tập thể dục hai lần, dù chỉ là đi bộ quanh nhà Trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, cụ đều xoa mặt, nắm bóp chân tay 15 phút. Ở tuổi 91, cụ ông Nguyễn Ngọc Can vẫn tham gia nhiều hoạt động của các tổ chức ở địa phương. Thời gian rảnh, cụ ông còn quốc đất, trồng rau, cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Chia sẻ về bí quyết sống thọ, cụ Can nói, ở tuổi nào cũng phải lao động, cả chân tay và cả trí óc Phải suy nghĩ vào hoạt động xã hội để hạn chế nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ, đồng thời cải thiện sức khỏe vận động. Dù cụ cùng ba anh trai tuổi đã cao nhưng nhờ lối sống lành mạnh, rèn luyện trí nhớ nên cả bốn cụ đều không quên tên bất kỳ ai, con cháu nhà nào, thuộc đời thứ mấy. Hiện tại, gia đình bốn cụ ông có hơn 300 con cháu chắt sống và làm việc ở nhiều tỉnh thành phố. Năm nào mỗi dịp Tết đến, đại gia đình lại tụ họp về nhà thờ họ ở thôn Hoàng Trạch, lễ bái tổ tiên, giúp các thành viên trong nhà gắn kết, yêu thương nhau hơn. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận những ngày qua tại khu vực phố Hàng Buồm giao nhau với phố Hàng Đường quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Hai nữ du khách nước ngoài mua ba quả dứa bị một người bán hàng rong hét giá 500.000 đồng. Theo đoạn clip ghi lại, do thấy giá quá cao, hai nữ du khách nước ngoài đã phản ứng mạnh, đòi người bán hàng rong trên trả lại tiền, nhưng người này không trả lại. Liên quan đến sự việc, Ủy ban nhân dân phường Hàng Đào quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường đã khẩn trương làm rõ qua xác minh của công an phường Hàng Đào, người phụ nữ bán hàng rong không phải người trên địa bàn. Công an phường đang tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ bán hàng rong làm rõ sự việc để xử lý theo quy định pháp luật. Ông Lê Mai Lâm, bảo vệ công ty cổ phần Đồng Xuân, làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tuyến phố chợ đêm Hàng Đào Đồng Xuân, khi đó đã can thiệp kịp thời, yêu cầu người bán hàng trả lại tiền và người này đồng ý. Sau khi nhận lại tiền, hai nữ du khách nước ngoài rời khỏi hiện trường và người bán hàng rong cũng nhanh chóng rời khỏi không gian tuyến phố đi bộ. Hiện Ủy ban nhân dân phường Hàng Đào đã giao công an phường tiếp tục xác minh làm rõ người phụ nữ bán hàng rong để làm rõ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, khoảng 8 giờ 5 phút ngày 30 tháng 4, trận động đất có độ lớn 4,1 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Được biết thời gian qua, huyện Con Plong thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Đơn cử hôm qua 29 tháng 4, huyện này xảy ra hai trận động đất. Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra hồi 4 giờ 14 phút 24 giây, có độ lớn 3,1 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 10 giờ 16 phút 9 giây, có độ lớn 2,5 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Theo Viện Vật lý Địa cầu, tỉnh Con Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Đồng thời, các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Theo Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh, người dân cần bình tĩnh tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng tránh này, đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân. Cơ quan khí tượng ghi nhận vào lúc 13 giờ hôm qua, trên cả nước có 32 điểm đo đạt mức nắng nóng gay gắt, chủ yếu tập trung ở miền Trung. Trong đó, Nghệ An có đến 7 điểm đo ghi nhận nhiệt cao trên 40 độ C, Hà Tĩnh có 5 điểm đo nhiệt trên 40 độ C, trong đó Hương Khê cao nhất là 42 độ C. Các điểm đo ở Quảng Bình đều trên 41 độ C, phía Bắc có Sơn La nắng 41,3 độ C. Nguyên nhân nắng nóng do áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn gây ra nắng nóng kinh hoàng trên cả nước trong những ngày gần đây. Trong đó, khu vực miền Bắc và miền Trung chịu tác động mạnh nhất. Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, nắng nóng gai gắt ở Bắc Bộ có dấu hiệu suy giảm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng giảm dần từ ngày mùng 4, mùng 5 tháng 5. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 24 giờ qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, cường độ nắng nóng tăng so với 24 giờ trước, có nơi nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Tân Sơn Nhất là 38 độ C. Dự báo trong hai ngày nghỉ lễ hôm nay và ngày mai, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 10 giờ 30 phút đến 16 giờ. Từ ngày mùng 2 tháng 5, cường độ nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong 10 ngày tới, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, nắng nóng, chưa chiều độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất, chỉ từ 40 đến 45%, trời khô nóng khó chịu, cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, chập điện từ ngày mùng 2 tháng 5 trở đi. Chiều tối và đêm có nơi có mưa rông ở khoảng 1 phần 3 diện tích khu vực thành phố, đề phòng gió giật mạnh, lốc, xét trong cơn rông. Cơ quan khí tượng cũng dự báo, thời kỳ khoảng từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 5, tại khu vực Nam Bộ sẽ có những cơn mưa chuyển mùa, cần đề phòng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, lốc, xét trong cơn mưa rông.